mè lai. Tên khác, dầu lai vải, thầu dầu ba lá tía, dầu mè tía, họ thầu dầu. Bộ phận dùng, lá hạt và vỏ cây. Công dụng, dầu hạt mè lai được dùng bôi ngoài trị bệnh phong, nhựa cây bôi chữa răn cắn, lá sắc uống chữa ho khan, mỗi lần dùng từ 7 đến 12 lá, còn dùng lá mè lai, lá vạn niên thanh và củ ngô đồng nấu thành cao để làm thức rán. Ở một số nước Đông Nam Á, nhựa mủ mè lai được dùng ngoài trị loét, lá tươi giã đắp trị sưng vú, lá dùng uống trị bệnh sốt từng cơn hoặc nấu nước tắm trị sốt. Nước sắc lá là thuốc tẩy, làm dễ tiêu, trị bệnh về tai và hoa liễu, thuốc lọc máu. Lá đắp ngoài trị mụn nhọt, eczema và ngứa, dễ trị bệnh phong và nước sắc vỏ cây có tác dụng điều kinh. Mè lai được dùng ở Ấn Độ trị bệnh đường tiết niệu. Nước sắc vỏ cây để điều kinh, nước sắc lá trị đau dạ dày, bệnh hoa liễu và để lọc máu lá dùng đắp trị mụn nhọt, ngứa, eczema, dịch ép lá bôi trị loét, lưỡi trẻ nhỏ, lá tươi đắp trị sưng vú. Ở Nepal, nhân dân trị đau răng bằng nhựa mủ mè lai. Ở Haiti, nước sắc lá mè lai dùng uống trị đau bụng, dịch ép lá trị phủ. Ở Đông Phi, nhân dân dùng nhựa mủ trị vết luet trên lưỡi trẻ nhỏ, lá được dùng ngoài trị bệnh ngoài da và uống để nhuận tràng, trồng mè lai làm hàng rào để đuổi rắn. Ở Venezuela, dễ được dùng trị bệnh phong và giải độc rắn cắn ở Costa Rica, nước sắc toàn cây mà lai được coi là có tác dụng trị ung thư. Mặt khác ở đó có tỷ lệ người mắc ung thư thực quản cao, có thể do mẻ lai chứa một số este đồng gây ung thư trong dầu hạt. Ở đảo anty nhân dân dùng lá tươi trị sốt trong suốt từng cơn, nhựa mủ bôi trị loét, dầu hạt dùng ngoài trị bệnh phòng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác